Trường Đại học Đông A được thành lập với tư cách là trường đại học dân lập trọng điểm của Hàn Quốc, đi lên từ thời kỳ gian khổ, khó khăn và cánh cửa đầu tiên đã mở ra từ đó. Trường Đại học Đông A đã và đang bước trên con đường phát triển rực rỡ, với tư cách là trường đại học tư thục trọng điểm của khu vực và thời đại, của thử thách và thành tựu. Giữa làn sóng biến đổi mạnh mẽ, Trường Đại học Đông A mang trong mình lịch sử của những thử thách đã trải qua. Đại học Đông A của hôm nay, Hàn Quốc của hôm nay. Trường Đại học Đông A là trường đi đầu trong công cuộc đổi mới khu vực và đang trên đường bước ra thế giới. Ôm trọn cả khu vực vào lòng và hướng ra thế giới, Trường Đại học Đông A. Bản sắc tạo nên sức mạnh của Trường Đại học Đông A chính là ở nền giáo dục mang tính thực dụng. Thông qua chương trình đào tạo, Trường Đại học Đông A truyền đạt lại toàn bộ DNA với chiều sâu lịch sử lâu đời và kinh nghiệm phát triển của mình cho các nhân tài. Là trường đại học dân lập trọng điểm của khu vực, Trường Đại học Đông A ngay từ đầu đã có các cơ sở đào tạo riêng biệt như Seunghak, Pumin và Kutok. Và trong số các trường đại học tư ở Busan, Ulsan, Gyeongnam thì Đại học Đông A là trường duy nhất mở đồng thời chuyên ngành luật và chuyên ngành y hệ sau đại học. Trong số các trường đại học hệ 4 năm của Hàn Quốc, Trường Đại học Đông A là trường đầu tiên vượt qua ranh giới đào tạo các ngành riêng lẻ để thành lập các khoa liên ngành như kiến trúc, thiết kế, thời trang. Và thông qua hình thức đào tạo kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, Trường Đại học Đông A đang nuôi dưỡng những nhân tài có kiến thức thực tiễn đa ngành. Trường Đại học Đông A đang trở thành mẫu hình đại học tiêu biểu, bao gồm nhiều chương trình hợp tác đào tạo quốc tế với các trường đại học danh tiếng tại các quốc gia châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Á. Hàng năm trường gửi hàng ngàn sinh viên đi du học. Tại khuôn viên của trường, hiện có hàng trăm sinh viên nước ngoài cùng học chung với sinh viên trong nước, cùng hòa nhập trong môi trường quốc tế, khiến cho Đại học Đông A như là một làng đại học quốc tế thu nhỏ. Đội ngũ giáo sư có uy tín về học vấn và kinh nghiệm thực tế đạt tiêu chuẩn thế giới. Là chủ nhân của đại học, các sinh viên Trường Đại học Đông A ngày nay đều có cơ hội để phát triển thành nhân tài thực sự nhờ được thừa hưởng nhiều chế độ ưu đãi về chương trình đào tạo và các trang thiết bị giáo dục hiện đại. Là trường đại học dành tất cả cho sinh viên, hàng năm Trường Đại học Đông A dành tới 27 tỷ won để trao học bổng cho sinh viên. I love Đông A. Chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn chính là thế mạnh đưa Trường Đại học Đông A trở thành trường đại học mang tầm thế giới. Nhờ quá trình tích lũy về lực lượng nghiên cứu và thành quả sáng tạo độc đáo mà Trường Đại học Đông A đã vươn lên trên tầm khu vực và đang bước ra thế giới. Trường Đại học Đông A đã từng tham gia thực hiện các chính sách vĩ mô của nhà nước và hàng nghìn dự án nghiên cứu khác nhau, từ đó đã mở ra hướng đào tạo thực tiễn kết hợp nhà trường và thị trường. Ba cơ sở đào tạo với những thế mạnh riêng tạo cho Trường Đại học Đông A sức mạnh có thể cạnh tranh với các trường đại học trên thế giới. Cơ sở đào tạo Seunghak được chuyên biệt hóa cho mô hình đào tạo kết hợp giữa nhà trường và các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp thực tế. Trường Đại học Đông A chủ trương hợp tác với các doanh nghiệp trong khu vực, các cơ quan nghiên cứu để trở thành một khối chuyên biệt hóa về các lĩnh vực IT, BT, từ đó xóa nhòa ranh giới giữa nhà trường và doanh nghiệp. Cơ sở đào tạo Pumin nằm ở trung tâm thành phố Busan là biểu tượng của mô hình văn hóa đô thị. Tọa lạc ở trung tâm thành phố, cơ sở đào tạo Pumin chú trọng vào mục đích giao lưu quốc tế, điều đó thể hiện ngay trong cấu trúc các tòa nhà, một sự cộng tồn giữa lịch sử và tương lai, bao gồm bảo tàng đại học, nơi biểu trưng cho di sản văn hóa cận đại, tòa nhà quốc tế nơi tập trung các lực lượng quốc tế hóa. Cơ sở đào tạo Kutok được chuyên biệt hóa cho việc đào tạo về lĩnh vực y tế bảo vệ sức khỏe. Cơ sở này điều hành trung tâm nghiên cứu và điều trị các bệnh về tim mạch, hệ thống tuần hoàn não, góp phần cứu chữa sinh mệnh quý giá của nhân dân khu vực thành phố Busan, Ulsan, và cơ sở này đang phát triển để trở thành đô thị phúc lợi y tế tổng hợp. Đặc biệt, Trung tâm Y tế Đại học Đông A rất nổi tiếng với chất lượng dịch vụ tốt, trình độ y thuật cao và sự chu đáo dành cho bệnh nhân. Trung tâm đã có đóng góp rất to lớn cho phúc lợi xã hội trong khu vực. Trường Đại học Đông A, nơi có thể thay đổi thế giới và đem lại hạnh phúc cho mọi người.
trường đại học Đông Á đang vươn ra khỏi khu vực và hiện thực hóa ước mơ trở thành trường đại học danh tiếng trên thế giới. Thành tích lớn lao nhất của trường kể từ khi thành lập đến nay là đã đào tạo được tới 180.000 sinh viên. Trong số những nhóm người lãnh đạo đất nước Đại Hàn Dân Quốc này luôn có mặt các cựu sinh viên của Đại học Đông Á. Với tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp là 100%, câu lạc bộ Đông Á Leaders với hoạt động giáo dục theo niên khóa riêng và tư vấn hỗ trợ đồng môn, đây là cộng đồng nhân tài đặc biệt, là điểm mạnh mà chỉ trường Đại học Đông Á mới có. Nhờ chương trình hỗ trợ tìm việc làm phù hợp với năng lực và chuyên ngành, các sinh viên mang thương hiệu nổi tiếng của trường Đại học Đông Á đã thành công trên nhiều lĩnh vực đa dạng và nâng cao giá trị danh tiếng của trường. Thêm vào đó, sinh viên Đại học Đông Á mang cho mình nét văn hóa đặc thù và những giá trị nhân văn từ cách đào tạo của trường. Họ đã nỗ lực hoạt động vì sự phồn vinh của khu vực và thế giới, thực hiện tinh thần lãnh đạo trí tuệ nhân văn và chân chính. Trường Đại học Đông Á, nơi đi đầu trong công cuộc đổi mới khu vực và là trường đại học của thế giới. Đặt mình vào trung tâm của quá trình vận động và đổi mới, trường Đại học Đông Á đang xây dựng cho mình một tầm nhìn mới cao hơn, rộng lớn hơn. Tương lai tươi sáng đang đến với Đại học Đông Á. Tương lai của thế giới đang bắt đầu từ trường Đại học Đông Á. Từ khu vực ra thế giới. Từ hôm nay đến ngày mai. Trang sử mới của Đại học Đông Á đã được bắt đầu. Ôm trọn cả khu vực vào lòng và hướng ra thế giới. Trường Đại học Đông Á.